đã từng có rất nhiều hình ảnh so sánh về người thầy. Hình ảnh so sánh người thầy như người chở đò đưa học trò tới bến bờ tri thức, rất quen thuộc nhưng không hề xưa cũ. Người thầy giáo như người đưa đò thầm lặng trong suy nghĩ, trong hành động và cả trong ước mơ cho bản thân mình, chắp cánh cho bao thế hệ học trò bay cao và bay xa. Hình ảnh người thầy trong bài hát sau đây sẽ nhắc nhở chúng ta nhớ về một tuổi thơ đến trường trong trẻo, thiết tha, có lời thầy nồng ấm. Mời quý vị đến với đơn ca của thầy Nguyễn Hải Đăng đến từ chi đoàn giáo viên nhà trường với ca khúc Người Thầy, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.